Đây là giống hoa hồng Marc Antoine Charpentier Rose. Giống hoa hồng này có nguồn gốc từ Pháp. Cây được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2000. Giống hoa hồng này có hoa màu vàng chanh khi vừa mới nở. Hoa thường nở thành những chùm nhỏ, mỗi chùm có từ 3 cho tới 5 bông hoa. Mỗi bông hoa có đường kính trung bình từ 3 cho tới khoảng 5 cm. Ban đầu khi mới nở, hoa có màu vàng chanh ở phần trung tâm và các cánh hoa bên ngoài có màu vàng nhạt. Giống hoa hồng này có mùi thơm nhẹ. Một trong những ưu điểm của giống hoa hồng này là các cánh hoa có khả năng chịu nắng khá tốt. Chùm hoa hồng này đã nở hoa được khoảng 7 ngày. Vào khoảng 7 ngày trước, khi cây vừa nở hoa, tôi có quay một clip ngắn. Hiện tại đa phần các bông hoa đã tàn. Khi hoa tàn, các cánh hoa chuyển sang màu trắng kem. Các cánh hoa này dù sắp gần tàn, nhưng các cánh hoa vẫn còn tươi, không bị cháy nắng ở ngay rìa cánh hoa. Hồng Marc Antoine là một giống hoa hồng bụi, cây có chiều cao trung bình từ khoảng 1 m cho đến khoảng 1,5 m khi trồng trưởng thành. Hồng Marc Antoine thường có lá chét 5, lá bóng và hơi khum ngược xuống. Trên đây là một clip ngắn giới thiệu về giống hoa hồng Marc Antoine Charpentier của Pháp.